Đây là quang cảnh lúc 0 giờ sáng 29 tháng 9 năm 2023 tại một cửa hàng điện thoại mở bán iPhone 15 chính hãng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người mất ngủ để mua bằng được chiếc điện thoại thế hệ mới nhất của Apple. Ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO Di Động Việt cho biết, hệ thống đã ghi nhận lượng người quan tâm kỷ lục cho mẫu iPhone 15 khi có đến hơn 18.000 đăng ký nhận thông tin đặt cọc. Do số lượng quá lớn, đơn vị này phải giới hạn số lượng đặt cọc để đảm bảo đủ máy giao cho khách hàng. Ngay trong đêm, hệ thống này mới trao iPhone 15 cho gần 1.000 khách, mua trực tiếp và tiếp tục mở bán từ 6 giờ sáng cùng ngày trên toàn hệ thống cửa hàng. Thật ra là mình rất là hào hứng khi mà mình nhận được máy iPhone 15 Pro Max. Đầu tiên khi mà mình cầm cái máy iPhone 15 Pro Max năm nay mới thì thật sự rất nhẹ, và màu titanium tự nhiên là một cái màu rất là interesting tới tận bây giờ và mình thấy khá là mới. Để trở thành những người sở hữu iPhone 15 đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, những vị khách này đã phải canh nhiều ngày để có thể đặt cọc tiền trước, dành suất mua sớm iPhone 15 trong ngày đầu mở bán. Khác với những chiếc iPhone thế hệ trước, iPhone 15 tạo ra cách mạng khi sử dụng chất liệu titanium cực bền, khiến máy trở nên rất nhẹ và sang trọng. Nhiều người cho biết cảm giác thích thú lâng lâng kéo dài từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Chất liệu titanium thì xưa giờ nó rất là nhẹ, bền, hoạt động cho người cầm trên tay nó rất là cảm giác nó nhẹ hơn cho những cái so với máy đời trước, đặc biệt là iPhone 14 mình cầm iPhone 14 rất là nặng, nhưng mà từ khi cầm dòng này nãy giờ mình cầm là rất là nhẹ luôn. Thật ra mình làm ở trong ngành đồng hồ nên là mình cũng biết tới chất liệu titanium khá là nhiều, và đây cũng là một chất liệu khá là bền bỉ nhưng mà nó sẽ rất là nhẹ, cho tạo cho người ta cảm giác là ok, đeo như không đeo hoặc là xài như không xài. Trong khi đó, tại hệ thống Thế Giới Di Động và Topzone, 212 cửa hàng trên toàn quốc đã chính thức giao 5.000 chiếc iPhone 15 mới đến tay khách hàng trong đêm 29 tháng 9. Tính đến hết ngày 28 tháng 9, đã có hơn 25.000 đơn đặt cọc, 40.000 đơn đặt mua tại Topzone và Thế Giới Di Động. Trong đó, phiên bản iPhone 15 Pro Max đã cháy hàng nhanh chóng chỉ sau 2 tiếng đầu tiên mở đặt trước. Nhà bán lẻ đã chủ động mở thêm 10.000 suất đặt trước tiếp theo, sẽ được giao hàng từ ngày 1 tháng 11 với ưu đãi giảm 2,5 triệu đồng dành cho những khách hàng kiên nhẫn chờ đợi. FPT Shop gây đột phá khi mở bán iPhone 15 series trên nền tảng TikTok. Đơn vị đã cho nhân viên livestream bán 1.000 iPhone 15 trên TikTok FPT Shop Official suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Tại Minh Tuấn Mobile, sự kiện mở bán iPhone 15 series được tổ chức rất hoành tráng do trùng với sinh nhật lần thứ 20 của hệ thống này. Từ 22 đến ngày 28 tháng 9, hàng trăm khách hàng đã ngồi chờ tại điểm mở bán tại hệ thống.